Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích Phúc-âm theo Thánh Ma-thi-ơ. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các người biệt phái ra đi ngoài, đi ra ngoài bàn mưu kế chống lại Chúa Giê-xu để hãm hại người. Biết thế, Chúa Giê-xu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo người, và ai có bệnh đều được người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết về người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah đã chép rằng: Này là tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho thần trí ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoài. Người không cãi cọ hay dứt lát, và không ai nghe tiếng người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã dập, không dập tắt tiên đèn còn khói, cho đến lúc người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoài sẽ hy vọng vào danh người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, bài phúc âm mà chúng ta mới vừa nghe được trích ở chương thứ 12 của phúc âm Thánh sử Ma-thi-ơ. Trong bối cảnh là Chúa Giê-xu cùng với các môn đệ đi đến hội đường. Trên đường đi, các môn đệ cảm thấy đói, và các ngài đã bứt những bông lúa để vò ăn cho đỡ đói. Vì hành động này, những người biệt phái chất vấn Chúa Giê-xu về việc giữ luật ngày Sa-bát. Thế rồi khi đến hội đường, Chúa Giê-xu lại chữa lành cho một người bị bại liệt cũng trong ngày Sa-bát. Cho nên một lần nữa, những người biệt phái đã tranh luận với Chúa Giê-xu về luật giữ ngày Sa-bát. Thế nhưng trong mọi cuộc tranh luận thì những người biệt phái lại thất bại. Cho nên chính vì vậy mà họ sinh ra sự giận dữ đối với Chúa Giê-xu, và họ tìm cách để giết người. Phần Chúa Giê-xu thì Ngài rời khỏi cuộc tranh luận đầy căng thẳng và tức giận của những người biệt phái. Dân chúng thì lũ lượt theo người để được nghe người giáo huấn và chữa lành những bệnh tật. Trong bối cảnh đó, tôi chú ý đến một hình ảnh Chúa Giê-xu rời khỏi cuộc tranh luận đầy căng thẳng và tức giận của những người biệt phái. Hành động của Chúa Giê-xu rời khỏi cuộc tranh luận đầy căng thẳng này với những người biệt phái không phải vì Chúa Giê-xu yếu thế, nhưng vì sứ mệnh của Ngài không phải để cãi vã, để tranh luận gây bất hòa, cho bằng Ngài đến để thực hiện một sứ mệnh yêu thương và chữa lành. Chúng ta thấy Thánh sử Ma-thi-ơ đã trích lại lời của ngôn sứ Isaiah đã loan báo trước về Chúa Giê-xu 750 trước về hình ảnh của Chúa Giê-xu như sau: Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã to tiếng, chẳng ai nghe thấy người nơi giữa phố chợ. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tiên đèn còn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Ngài. Thưa ông bà, anh chị em, hình ảnh người tôi trung của Thiên Chúa đó chính là Chúa Giê-xu Kitô,
mang sứ mạng loan báo công lý, đó là tin mừng cứu rỗi. Người thi hành sứ mệnh đó một cách khiêm tốn và đầy lòng nhân hậu, ngay cả đối với lại những người xa cơ thất thế, những người chống đối bị xa cơ thất thế đó, hay là những khốn khổ của con người đang phải gánh chịu, như là đau bệnh, như là bị đọa đầy, giống như là hình ảnh của cây sậy bị dập. Ngài không những không bẻ gãy mà còn nâng đỡ họ để cho họ được đứng thẳng lên. Hay là với những con người đang lâm vào cảnh bế tắc tuyệt vọng trong cuộc đời đó, thì họ giống như là những tiêm đèn còn leo lét trước gió. Chúa Giêsu Ngài không nỡ dập tắt, mà Ngài còn thắp lên nơi họ một ánh sáng của niềm hy vọng lạc quan trong cuộc đời, nhờ tin mừng cứu rỗi và nhờ vào danh của Ngài. Có thể nói trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay, con người đang bị lao đao khốn khổ bởi nhiều phương diện, nào là nghèo khó, bất công, tai ương, bệnh tật. Cụ thể cũng giống như là trong cơn đại dịch này, con người giống như là những cây sậy bị dập, hay là những tiêm đèn leo lét, không biết ngã gục hay là tắt liệm lúc nào. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu vẫn luôn đồng hành với mọi người chúng ta. Ngài sẽ nâng đỡ cứu chữa mọi người, để tiêm đèn của mỗi người chúng ta được cháy lên trong tình yêu và hy vọng nhờ vào danh của Thiên Chúa. Thưa ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu đang mời gọi mỗi người chúng ta, dù theo niềm tin tín ngưỡng tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào, chúng ta cũng hãy họa lại hình ảnh của Ngài trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Đó là sự dịu hiền và lòng nhân ái. Bởi vì suy cho cùng, sự hiện diện của mỗi người chúng ta trên trần gian không phải để cãi vã, để tranh luận, để gây bất hòa, nhất là trong nạn dịch này. Nhưng làm sao để anh chị em của chúng ta, những người đồng loại của chúng ta, trong những đau khổ, những khốn khó của họ được giúp đỡ, và cuộc sống sớm trở lại bình yên, mọi người được sống trong an vui và hạnh phúc. Bên cạnh đó, nếu có những ai vô tình hay cố ý tìm cách để trục lợi cho chính mình cách này hay cách khác theo chủ nghĩa cơ hội, chẳng hạn như người ta thu gom những lương thực hay là những nhu yếu phẩm khác cho mình, hay là để buôn bán tìm lợi nhuận cao, thì chúng ta hãy tìm cách để cho đi, chia sẻ cho nhau những ổ bánh mì, những chai nước tương, những ký gạo, những thùng mì gói, vân vân. Có những anh chị em của chúng ta rất cần để sống qua ngày. Thêm vào đó, thay vì co cụm để tìm cách trú ẩn an toàn, chúng ta cũng được mời gọi để chăm sóc cho những anh chị em của chúng ta đang đau bệnh hay là đang nhiễm bệnh mà ngành y đã không đủ người hay đủ sức để chăm sóc cho những anh chị em đó. Cần lắm những tấm lòng nhân ái của những tình nguyện với sự hy sinh để giúp đỡ cho những anh chị em của chúng ta, để rồi những anh chị em của chúng ta có lâm vào trong hoàn cảnh như là những cây lau, cây sậy bị dập, được đứng lên. Cho dù những anh chị em của chúng ta lâm vào cảnh đường cùng tuyệt vọng như là những cây đèn leo lét trước gió, cũng được thắp lên một ánh sáng của tình yêu và hy vọng. Ước gì những điều đó được trở nên hiện thực, và chúng ta cũng xin cho mỗi người chúng ta được tin nơi danh Chúa như vậy. Amen.